một mảnh đất, từ buổi bình minh của loài người trên núi đỏ, đến thuở vạn vật trông về mặt trời trên mặt trống đồng Đông Sơn, nền văn minh rực rỡ, dấu ấn của thời đại Hùng Vương, trải qua biến thiên của không gian, thời gian, đã lắng đọng tinh hoa và trở thành mảnh đất của lịch sử và huyền thoại. Đó cũng là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến, là cái nôi sản sinh nhiều bậc vua chúa và các anh hùng hào kiệt văn nhân. Năm 1947, trước khi cùng chính phủ rời thủ đô lên ATK Việt Bắc, bước vào cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm động viên chính quyền và nhân dân nơi này. Trang sử xứ Thanh khắc ghi dấu ấn 4 lần người về thăm và gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào đất và người xứ Thanh. Tôi chỉ nói là Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, khẳng định như đinh đóng cột. Tại sao bác bảo nhất định được? Tại sao mong muốn là kiểu mẫu? Chuyện hôm qua đã thành lịch sử. Hôm nay đường lớn đã mở, Thanh Hóa dần mang dáng dấp một tỉnh kiểu mẫu. Mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được cấp ủy chính quyền, nhân dân Thanh Hóa hiện thực hóa. Sự kỳ vọng từ Trung ương khi ban hành nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết 37 của Quốc hội đã tạo tiền đề đánh thức những tiềm năng và nội lực của mảnh đất địa linh này. Chưa về Lăng Kinh, chưa thể coi là về Thanh Hóa. Hai chữ Thuận Thiên sáng bừng một góc trời Nam thuở ấy, gắn với sứ mệnh của Lê Thái Tổ, vị vua anh minh, người anh hùng xứ Thanh. Thuận Thiên, thuận ý trời. Sứ mệnh lịch sử không chỉ đặt trên vai Lê Lợi, mà cũng chính là trao cho mảnh đất này. Lam Kinh hay Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh, Thăng Long. Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Thanh Hóa là địa phương đầu tiên người đến thăm, ngay sau khi nhà nước non trẻ ra đời. 4 lần về thăm là 4 lần bác quan tâm, nhắc nhở vấn đề phát triển nông nghiệp và động viên nhân dân tích cực tăng gia sản xuất. Việt Nam từ thuở văn minh nông nghiệp lúa nước đã coi nông nghiệp là cội rễ, nền tảng cho phát triển. Thanh Hóa cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Lần thứ tư Bác Hồ về thăm Thanh Hóa đã đến Hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định và tặng Hợp tác xã này chiếc máy cày hiện đại nhất thời điểm đó với mong muốn Hợp tác xã này phát triển. Thanh Hóa cũng có một cái phong trào thực hiện Hợp tác xã nhanh và có những Hợp tác xã có thể nói là cũng có tiếng trong cả nước. Ví dụ như là Định Công, ví dụ như là Đông Phương Hồng. Cũng có tiếng trong cả nước và nhiều địa phương đến học tập. Nhưng mà có thể nói đến giai đoạn cuối của nó thì cái mô hình ấy nó không phát huy được nữa. Thì nó phải chuyển sang cái mô hình mới. Và giữa cái mô hình này mà chuyển sang cái cơ chế mới thì có rất nhiều chuyện khác nhau. Thì bây giờ cũng là cái đấu tranh trong cấp ủy. Lịch sử xoay vần, Thanh Hóa đứng trước những lựa chọn phải tư duy quyết liệt để mở con đường mới. Tôi là một trong những đồng chí mà ủng hộ cái mới, thì có thể nói là trong quá trình phân tích phân loại và hai nữa bằng chứng cái cụ thể của cái khoán hộ nó đem lại thì cái đó là cái minh chứng thuyết phục nhất để rồi có thể nói nó làm công tác tư tưởng cho tất cả nhân dân và cho tất cả các đồng chí lãnh đạo trong cấp ủy các khóa để có thể nói đi theo một cái hướng đó. Rồi cơ hội đến, đầu thập kỷ 80, Trung ương quyết định xây dựng một nhà máy chế biến đường ở huyện Thọ Xuân từ nguồn hỗ trợ của chính phủ Pháp. Đang đầu tư thì Pháp rút, địa phương rơi vào tình huống khó khăn chưa từng. Nhà máy công suất 1.500 tấn mía ngày, không có nguyên liệu, không có giống cây. Các cánh cửa gần như đóng lại và gần 800 công nhân
có nguy cơ không có việc làm. Trong tình thế ấy, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Lê Văn Tam, khi ấy là Phó Giám đốc Ty Nông nghiệp, về làm Giám đốc nhà máy mía đường Lam Sơn. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để tin rằng sức vóc của một con người có thể cứu cả một cơ ngơi với hàng trăm con người và một vùng đất với hàng vạn nông dân? Có một cái động lực hết sức quan trọng, đó là lòng dân. Hai là đội ngũ cán bộ công nhân viên. Có thể nói trước cái tình hình khó khăn ấy thì mọi người đồng lòng quyết tâm để là tập trung để mà lo các cái công việc sản xuất. Đấy, do đó nên là nó đã vượt qua. Không chỉ là câu chuyện của con người tâm huyết Lê Văn Tam, mà còn là sự quyết tâm dám đương đầu khó khăn của cấp ủy và chính quyền Thanh Hóa ngày ấy. Hàng vạn hecta đất của 11 huyện miền núi đã trở thành vùng nguyên liệu mía. Hàng chục vạn nông dân khấm khá lên từ cây mía. Mô hình ba nhà, nhà nước, nhà máy, nhà nông đã gắn chặt với nhau, trở thành mô hình liên kết trong sản xuất hàng hóa nông nghiệp sớm nhất ở miền Bắc. Nhà máy mía đường Lam Sơn được nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng lao động. Cá nhân ông Lê Văn Tam cũng vậy. Nhưng những người nông dân Thanh Hóa cũng là những anh hùng trong việc dám đổi mới để vươn lên thoát nghèo. Đất hồi sinh từ cây mía, niềm tin hồi sinh con người. Làm nông thôn, nông nghiệp như chúng tôi mà làm từ cây mía, một năm mà có một cái nguồn thu lớn như vậy thì nhiều người đúng là làm nông nghiệp mơ, nằm mơ đêm cũng không có. Mía đường Lam Sơn hôm nay vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa. Khó khăn hôm nay lần nữa khiến cho sức bật của mô hình này càng thêm mạnh mẽ. Diện tích vùng nguyên liệu mía đường giảm đi để nhường quỹ đất cho những mục tiêu khác. Tuy nhiên, năng suất cây mía lại tăng lên nhiều lần do đổi mới công nghệ từ giống, canh tác, thu hoạch. Hàng vạn nông dân ở Thọ Xuân và một số huyện miền núi vẫn có thể sống được bằng cây mía. Ngày xưa ấy, là tôi tổ chức trồng mía trên khoảng 11 huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Nhưng bây giờ là phải thu hẹp lại, chọn những cái vùng nào nó hiệu quả nhất, người nông dân có trình độ canh tác tốt nhất để chúng ta hợp tác. Còn đối với những cái vùng khác thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang cái cây trồng nó phù hợp với điều kiện nó thích nghi hơn. Nói đi đôi với làm, Thanh Hóa thành công từ mô hình mía đường Lam Sơn cũng từ điều đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành ngay chương trình hành động khi Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan trọng nhất là quán triệt quyết tâm và nỗ lực tới từng đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện. Huyện Thọ Xuân cũng xác định được trong cái định hướng của tỉnh thì đang quy hoạch các cái vùng để tiếp tục là tập trung định hướng tới để quy hoạch các cái vùng để sản xuất cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong nhà màng, nhà lưới thì gồm có sản xuất cái rau, rồi các cái cây ăn quả và hướng tới là thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. Từ Thọ Xuân ngược lên phía Tây Thanh Hóa là câu chuyện về quá trình xây dựng nông thôn mới đang đổi thay từng ngày. Khu vực miền núi của Thanh Hóa có diện tích rộng lớn, chiếm gần 80% diện tích toàn tỉnh với 11 huyện, 204 xã thị trấn, trong đó có 16 xã biên giới với 213,6 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Sau một hành trình dài khởi nguồn từ những dòng suối nhỏ của Điện Biên, qua tỉnh Sơn La, chảy qua Bắc Lào, sông trở lại Việt Nam ở cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Sông Mã tạo nên đồng bằng Thanh Hóa lớn thứ ba Việt Nam. Mường Lát, huyện xa nhất của tỉnh Thanh Hóa, là điều mà các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa không ngừng trăn trở. Về Mường Lát hôm nay vẫn thấy nét nguyên sơ, khả ái trong áng thơ của Quang Dũng năm nào. Mường Lát cũng là huyện với địa hình nhiều đồi núi dốc, cội nguồn con nước. Vậy nên,
cũng đã gánh không ít thiên tai. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, được Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đầu tư rất nhiều và tốn nhiều công sức. Nhưng địa hình hiểm trở, xa xôi, quỹ đất nông nghiệp rất thấp khiến mảnh đất này chưa bứt phá lên được. Nhìn thấy huyện rồi quê hương của mình đang nằm ở trong cái huyện rất là nghèo nhất của tỉnh, của cả nước, thì lãnh đạo huyện và cá nhân tôi cũng rất là chăn trở, là suy nghĩ, là chăn trở để làm sao là phấn đấu để cho bà con nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. An cư mới lạc nghiệp, quy luật muôn đời vẫn thế. Để hạn chế hậu quả thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đã dành nguồn lực lớn cho các huyện miền núi để xây dựng các khu tái định cư cho bà con vùng sạt lở nguy hiểm, trong đó có huyện Mường Lát. Người dân đã yên tâm về nơi ở mới, không còn phải sống trong cảnh tạm bợ, màn trời chiếu đất khi thiên tai ập đến. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện lên khảo sát, thì là đưa nhân dân 48 hộ đến đây để ở. Nói chung là từ nhà nước đầu tư làm ở đây thì dân rất phấn khởi. Mường Lát hôm nay chưa có nhà máy sản xuất công nông nghiệp, một phố núi heo hút trong sương chiều miền Tây, với cộng đồng người dân tộc bản địa lặng lẽ, nhưng mang trong mình những khát vọng vươn lên thoát nghèo. Thoát nghèo từ đâu? Câu hỏi đặt ra cho cấp ủy chính quyền huyện Mường Lát nhiều nhiệm kỳ. Câu trả lời đã có. Đó chính là từ nông nghiệp, từ những sản phẩm mà người dân tự làm ra. Hợp tác xã sản xuất hàng hóa đầu tiên ra đời với bao công sức của cả chính quyền và người dân Mường Lát. Gạo nếp cái nọi nổi danh của núi rừng Mường Lát được xây dựng thành sản phẩm ô cốp đầu tiên của huyện. Tuy sản lượng ít, quy mô còn nhỏ, nhưng niềm tự hào của người dân thì rất lớn. Tôi rất hài lòng về cuộc sống ngày hôm nay được chính quyền địa phương và các cấp các ngành quan tâm. Tôi cũng rất mong là điều đấy là sẽ một ngày gần nhất là tôi nhìn thấy như là cái máy là cấy ruộng này hay là cái máy làm đất cho bà con đỡ khổ. Theo dòng sông Mã, những huyện miền núi vị trí thấp hơn, căn cứ điều kiện nông hóa thổ nhưỡng, tỉnh chủ trương phát triển các vùng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiều nhiệm kỳ qua vẫn xác định nông nghiệp là nền tảng trong phát triển kinh tế xã hội, cho dù tỷ trọng công nghiệp ngày càng chuyển dịch mạnh mẽ. Hình sông thế núi, eo biển đã giữ cho Thanh Hóa mang một sức mạnh nội sinh đặc biệt, tạo ra những vị trí đắc địa để rồi sau này những công trình quan trọng đã hòa chung nhịp đập với đất để Thanh Hóa hôm nay thay màu áo mới, sát cánh đi lên cùng sự chuyển mình của đất nước. Khu kinh tế Nghi Sơn ngày hôm nay chính là thành quả hiện hữu, đã và đang làm thay đổi sức vóc và diện mạo của vùng đất thanh kỳ khả ái này. Nghi Sơn, nó có thể nói là nó trải qua một cái quá trình rất là dài, thì có thể nói là cái kiên trì của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đó là không buông, mà có thể nói cái gì đã xế sao nó lên phải theo đổi đến cùng. Nhất xương, nhì ra, thứ ba hậu lộc, ba vùng đất từng là nơi nghèo nhất xứ Thanh, thì cả ba đều là vùng biển. Có về với biển mới thấu vị mặn và niềm hy vọng của ngư dân tấm lưng còng rạp kéo lưới về, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời trông ra biển cả, trông về Tĩnh Hải, Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà, vùng đất tứ hải nghèo nhất tỉnh ra năm xưa, hôm nay sừng sững những dọc ngang bồn chứa, những đường ống thiết bị siêu trường, siêu trọng. Tại sao lại là Tĩnh Gia, Nghi Sơn? Tại sao lại chọn nơi nghèo nhất để phát triển trái tim công nghiệp của đất này? Lần nữa phải nhắc đến vị trí địa lý mà giải Nam Thanh Hóa được ưu ái, với vịnh Nghi Sơn được Hòn Mê và đảo Biện Sơn che chắn,
tạo nên một trong 8 cảng biển nước sâu của Việt Nam. Cảng nước sâu Nghi Sơn bắt đầu bằng bến số 1 là một dấu ấn đặc biệt trong câu chuyện của khu kinh tế Nghi Sơn sau này. Ngày 27 tháng 10, 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký chuyển giao cảng Nghi Sơn Thanh Hóa trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Thanh Hóa sang công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đây là một trong bước đi chiến lược đầu tiên để phát triển khu kinh tế Nghi Sơn sau này. Tỉnh đã đề nghị với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là tiếp nhận cái bến cảng này để thuận tiện cho cái việc tiếp nhận các cái thiết bị siêu trường siêu trọng để phục vụ cho cái việc đầu tư xây dựng cái tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Và khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp nhận rồi thì PTSC là cái đơn vị mà được tập đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ để mà quản lý vận hành khai thác. Tại cái thời điểm mà PTSC Thanh Hóa thực hiện các cái hoạt động tiếp nhận vật tư thiết bị thì lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn thì đã có cái sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cái việc mà thông quan cấp phép, cho cái việc là đầu tư mở rộng nâng cấp cái cảng Nghi Sơn. Năm 2001, khu công nghiệp Nghi Sơn ra đời. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại là một khu công nghiệp thì sẽ không thể phát huy đầy đủ các lợi thế. Với quyết tâm chính trị cao và nhận thức rằng nếu không có khu kinh tế Nghi Sơn, sẽ khó có nhà đầu tư lớn và cũng không có khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chủ động trình bày ý tưởng dự án với chính phủ và các ban bộ ngành liên quan và nhận được sự đồng thuận. Ngày 15 tháng 5 2006, khu kinh tế Nghi Sơn chính thức được thành lập theo quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế của Thanh Hóa và là hạt nhân tăng trưởng của cả vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tại thời điểm đó là nếu muốn xây dựng được tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, buộc phải có quỹ đất. Từ đồng chí Bí Thư, đồng chí Chủ tịch, rồi đến các cấp, các ngành, đấy, và kể cả chính quyền huyện Tĩnh Gia lúc đấy cũng phải ưu tiên để tập trung cho vấn đề để giải phóng mặt bằng, để di dời các hộ dân. Và muốn làm được cái điều đấy thì chắc chắn là chúng ta phải có những cái giải pháp hết sức cụ thể. Và một trong những cái giải pháp đấy chính là những cái cơ chế chính sách ấy mà đi vào lòng dân. Tương lai thì ở phía trước, những người lãnh đạo có thể thấy được tiềm năng, nhưng với người dân, điều tồn tại duy nhất là đất đai tổ tiên để lại, là phong tục tập quán, là tình làng nghĩa xóm, là truyền thống văn hóa đã hun đúc bao đời tạo nên diện mạo quê hương. Làm sao để dân hiểu? Làm sao để dân cùng chung khát vọng thoát nghèo? Làm sao để dân cũng thấy được những điều mà chính quyền đang ngày đêm trăn trở? Rất nhiều tâm sức, mồ hôi của cán bộ các ban ngành của tỉnh và địa phương để tuyên truyền, vận động thuyết phục và nhiều phương thức vận dụng cơ chế chính sách để di dời gần 3 vạn dân đến nơi ở mới tốt đẹp hơn. Mới đầu thì người dân cũng rất hoang mang, rất lo lắng. Nhưng sau được cái sự tuyên truyền, vận động của cán bộ cấp trên, như cấp dưới, động viên người nhân dân và vạch cho người dân tìm hiểu được cái con đường đi xây dựng một cái nền kinh tế mới, sự phát triển mới, thì nhân dân sẽ đồng thuận và chấp thuận. Ông Lê Đình Thọ, nguyên trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, sau này khi nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Giao thông Vận tải đã chia sẻ: thực chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày mình rời xa Nghi Sơn. Bài học về sức mạnh lòng dân là bài học tôi mang theo để vận dụng trong công việc. Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tâm huyết sáng tạo mới tạo ra hình hài khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển của cả nước hôm nay. Xác định khu kinh tế Nghi Sơn là một cái động lực phát triển rồi thì tỉnh cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhưng ngoài lãnh đạo chỉ đạo cũng dành những cái nguồn lực
Đấy, nguồn lực ở đây kể cả vấn đề con người, rồi vấn đề tiền vốn. Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút 300 dự án đầu tư với gần 13 tỷ USD, với tổng số lao động đang làm việc hơn 21.700 người. Ngoại trừ khoảng 3.000 chuyên gia, kỹ sư và người lao động quê tỉnh Nghệ An, hàng chục nghìn cán bộ lao động còn lại quê ở thị xã Nghi Sơn và các địa phương trong tỉnh. Hiện tại bây giờ là cuộc sống của tôi là lương tôi là được 6-7 triệu một tháng và có tiền thu nhập mà tương đối là ổn định và lo cho gia đình do không còn vất vả nữa. Sự quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân là nền tảng để các nhà đầu tư chọn khu kinh tế Nghi Sơn làm điểm đến. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi đã lựa chọn đúng cái vị trí, cái địa điểm cũng như lựa chọn đúng cái cơ hội để mà đầu tư vào một khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Đấy là khu kinh tế Nghi Sơn. Chúng tôi vô cùng cảm ơn cái sự ủng hộ, cái sự động viên và cái sự quan tâm đắc lực và có hiệu quả của tỉnh ủy, ủy ban, chính quyền, các sở ban ngành và người dân của tỉnh Thanh Hóa. Xác định khu kinh tế Nghi Sơn là trái tim công nghiệp trong lộ trình phát triển kinh tế xứ Thanh và các vùng lân cận. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tiếp tục xác định chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp là một trong 6 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Mục tiêu là từng bước xây dựng và phát triển khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và du lịch ven biển trọng điểm của cả nước, với các tổ hợp công nghiệp mũi nhọn là lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng và chế biến hàng xuất khẩu, gắn với khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn, hình thành trung tâm cảng biển, dịch vụ thương mại, logistics cùng với các khu đô thị hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, khu vực và cả nước. Sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư vào 4 trung tâm kinh tế động lực. Riêng với thị xã Nghi Sơn, tập trung phát triển nâng cao chất lượng đô thị, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế đô thị động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030, trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Chúng tôi phải từng bước thay đổi cái mô hình từ chính quyền nông thôn lên chính quyền đô thị. Và cái chính quyền đô thị này là cái xương sống để cho quản lý về mặt phát triển đô thị và quản lý về các cái kinh tế đô thị trong tương lai. Ngày 5 tháng 8, 2020, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 58 về xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển của Tổ quốc, nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Quốc hội ban hành nghị quyết số 37 về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển Thanh Hóa. Đây là hai nghị quyết là tiền đề để Thanh Hóa bứt phá. Bên cạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ logistics, thì du lịch được coi là một mũi nhọn trong lộ trình phát triển để Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới. Nếu như nông thôn phía Tây Thanh Hóa đang đổi thay bằng màu xanh của cây trái, thì các huyện ven biển đang đổi thay bằng những công trình, dự án khai thác thế mạnh từ biển. Năm 2017, Sầm Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Sầm Sơn là một trong 5 khu du lịch hàng đầu của cả nước. Nhận thức được tiềm năng và thế mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn xác định du lịch là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn
thành đô thị du lịch biển, văn minh, thân thiện, hiện đại, xứng tầm trọng điểm quốc gia. Việc chủ động tạo cơ chế hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư lớn để phát triển kinh tế biển là mục tiêu mà nhiều nhiệm kỳ qua tạo dựng. Với cái sự quyết tâm đồng lòng của chính quyền và dân tỉnh Thanh Hóa, thì cùng với cái sự quyết tâm của những nhà đầu tư như chúng tôi sẽ hâm nóng lại cái du lịch của tỉnh Thanh Hóa, qua đó thì phát huy hết được những cái tiềm năng sẵn có của tỉnh nhà. Với vị trí thuận lợi có đường bờ biển dài 120 km, Thanh Hóa đang khai thác phát huy lợi thế này ngày càng hiệu quả. Ngoài Sầm Sơn, thêm Hải Tiến, Hải Hòa. Bên cạnh thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng, tỉnh tập trung tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù của từng vùng biển, đồng thời tạo các sự kiện du lịch để thu hút khách bốn phương. Đây là quyết tâm rất lớn của tỉnh Thanh Hóa trong chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế biển để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ đây phát triển du lịch gắn với các dịch vụ tạo ra sức bật mới cho các địa phương ven biển. Chúng tôi sẽ tập trung phát triển mạnh du lịch biển, trở thành sản phẩm du lịch chủ lực của Thanh Hóa. Với hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. Và phấn đấu đến năm 2030, thì sản phẩm du lịch biển Thanh Hóa có vị trí quan trọng trong du lịch vùng Bắc Trung Bộ và quốc gia. Sứ Thanh đã hiến dâng cho đất nước này biết bao anh hùng dân tộc, biết bao vị vua kiệt xuất. Đến những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Thanh Hóa lại đóng góp sức người sức của. Biết bao liệt sĩ đã ngã xuống, biết bao mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công, là bấy nhiêu lần người xứ này bước qua đau thương, tiếp tục vươn lên xây dựng quê hương. Tại sao ta không khai thác phát huy cái này? Đây cũng là vốn quý, đây cũng là tiềm năng, chứ mà chỉ có tiền. Đây là nguồn lực vô cùng lớn mà bây giờ Việt Nam chúng ta đang khai thác. Phải tự hào về quê hương, không cam chịu đói nghèo, không chịu thua tỉnh khác, phải vươn lên làm giàu. Thời đại công nghiệp 4.0, con người vẫn là trung tâm của mọi sự phát triển. Đây là nguồn lực mang yếu tố quyết định đến thành công mà Thanh Hóa đã và đang vận dụng để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra. Tầm nhìn mới, đòi hỏi tư duy mới, Thanh Hóa tận dụng mọi cơ chế chính sách để phát huy nguồn lực con người mà xứ Thanh dồi dào. Cái này là thấm đến từng người dân, từng cán bộ, từng đảng viên, từng tổ chức, từng cơ quan, từng địa phương, để ai cũng thấy phải có trách nhiệm trong này cả. Rồi là góp gió thành bão, mỗi người đều phấn đấu, đều thi đua thì mới được. Phải có khát vọng để phát triển. Khát vọng là Thanh Hóa sẽ trở thành như bác Hồ nói đấy này. Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Từ một tỉnh nghèo phụ thuộc vào ngân sách trung ương, đến nay Thanh Hóa đã vươn lên trở thành tỉnh cân đối được thu chi ngân sách và đang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng vượt qua giới hạn trung bình để lọt vào top dẫn đầu cả nước. Khát vọng ấy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực bởi hướng đi đã được xác định và đường lối đã được khai mở. Lòng tin và quyết tâm của người Thanh Hóa đã được khẳng định. Cùng với đó là những bài học quý báu, những ý tưởng tốt đẹp của các thế hệ đi trước đã và đang được thế hệ sau kế thừa, phát huy, sáng tạo có hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng những thành tựu đạt được trong thời gian qua cùng với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương chính là cơ sở, là tiền đề vững chắc, là động lực tinh thần to lớn, bồi đắp thêm niềm tự hào để đưa Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng và xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Có thể nói Thanh Hóa chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. Tiềm lực, vị thế ấy có được là do sự quan tâm của Trung ương, sự hỗ trợ của các ban bộ ngành, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh và các tầng lớp nhân dân. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết phấn đấu không ngừng để đạt được các mục tiêu đề ra, cấp ủy chính quyền, nhân dân Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng
sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như ước nguyện của Bác Hồ. Nơi ấy, tin rằng người vẫn luôn trông về mỗi bước đi của xứ Thanh.